Xin chào bà con. Thì bây giờ trời cũng đã tối rồi. Tôi cũng tranh thủ tôi quay một cái video cho bà con xem cái cách mà cà cuốn đẻ trứng xong rồi mình lấy trứng mình đi đem vào mình bỏ trong cái một cái bể khác để mình bảo vệ trứng. Thì theo bà con biết là cái con cà cuốn này là nó đẻ trên những cái thân cây, thân lục bình hoặc là cái gỗ mình cắm trong cái hồ cho nó. Thì đây là bà con quan sát đây, buổi tối đây do trời tối thì tôi quay video cũng không được nét lắm, bà con thông cảm. Đây thì ở đây là tôi thiết kế những cái cây như thế này là để cho tôi tiện là cái việc mà vệ sinh là thứ nhất. Thứ hai nữa là tôi tiện tôi sẽ khoan những cái lỗ như thế này. Đây bà con xem. Đây. Đây cái cây tôi vót nhọn ra nha. Rồi tôi khoan một cái lỗ đây là tôi cắm xuống. Đó, cắm xuống như thế này. Thì tất cả những cái cây ở đây tôi đều làm như thế hết. Thì để chi? Để khi mà con cà cuốn nó leo lên cái cây này nó đẻ. Leo lên cây này nó đẻ thì những cái ổ trứng mà nó đẻ xong thì tôi đã lấy vào rồi. Còn đây là những cái ổ mà tôi lấy không kịp do cà cuốn ở đây rất đông, mà con cà cuốn này đông quá nè. Đây sát đây nó bò lên kia đẻ rồi, cà cuốn rất là đông thì cái lượng nó đẻ nó không có đồng đều đâu, con nào trước đẻ trước con nào sau không đồng đều đâu. Nhưng mà mình canh cái giờ mà lấy trứng ra, mà canh này tôi canh hơi hơi trễ tí xíu thôi là nó sẽ lên ăn trứng, phá trứng. Đây bà con, tôi quay cho bà con quan sát đây, những cái cây như thế này, đây cái cây này bị nó ăn rồi đây, đó trứng này bà con thấy không, những cái trứng mà còn ướt ướt đó là cái quầy trứng nó dài vậy đó bà. Đó nhưng mà mình lấy không kịp cho nên là những cái con khác nó lên nó ăn trứng thì cái phần nó ăn được thì mình sẽ không thấy nữa, còn những cái phần này nó rơi vãi này. Bà con thấy, quan sát tôi quay cho bà con xem, cái trứng nó rớt nè, đây nó ăn nó cắn trứng rớt tùm lum như rồi con, đây đó nó ăn trứng nha bà con. Bà con thông cảm nha, do tôi đang quay mà có cuộc điện thoại đến nên cái video nó bị gián đoạn. Thì bây giờ tôi xin phép tiếp tục. Thì đó bà con quan sát, thì tôi chia sẻ là cái vấn đề chính của cái video ngày hôm nay tôi chia sẻ cho bà con là cái vấn đề là bảo vệ trứng sau khi cà cuốn đẻ xong, mình bảo vệ trứng đem đi một nơi khác kịp thời để tránh tình trạng cà cuốn ăn trứng, nó gây lãng phí và nó hao hụt. Nói chung một cái con cà cuốn mà nó đẻ ra được những quả trứng như thế này mà nó bị ăn đi mà nó rơi vãi như thế này thì nói chung là những cái người nông dân mà nuôi như mình thì rất là tiếc nha mọi người. Cho nên thì cái bản thân tôi nuôi thì nhiều ít thì nó không nói nhưng mà vẫn phải tiếc chứ. À, cứ một cái trứng vậy thì nó ra một con mà bao nhiêu cái trứng như thì bà con nghĩ là bao nhiêu cái con đó. Cho nên thì tôi thì cũng chia sẻ cho bà con cái vấn đề vậy đó. Thì mong là bà con xem được cái video này thì cũng có cái cách để mình phòng ngừa và thường xuyên kiểm tra cho cái cà cuốn sinh sản của mình, bảo vệ được cái những quầy trứng nó còn nguyên vẹn và đỡ hao hụt, tránh lãng phí. Thì video quay cái cảnh cà cuốn ăn trứng, tạm thời gọi cái tên video là như vậy đi, cà cuốn ăn trứng và cách phòng ngừa đó. Rồi tôi sẽ chia sẻ lại một lần nữa là bà con sẽ theo tôi thì tôi sẽ sử dụng nhiều cái rồi lục bình rồi. Lục bình thì bỏ nhiều quá nó khó khó thấy lắm, cũng khó thấy không rồi, nó không bằng những cây đó. Tôi thấy là để cái cây này hiệu quả nhất. Đây
mình khoan cái lỗ gì rồi, còn thấy không, lấy cái bộ khoan mình khoan vào cái gốc cây ở dưới ở trong này nè, một cái lỗ tròn như thế này nè. Rồi mình vuốt cái cây tròn của mình đó, mình vuốt lên lần nữa vào xem đây, còn thấy không đó, vót cây cho vừa cái lỗ rồi mình cắm vô vậy thôi đó, cắm vô vậy rồi nó đẻ, cà cuốn đẻ thì leo lên nó đẻ. Rồi khi nào đẻ xong mình nhổ cây này mình đem đi chỗ khác mình bảo vệ trứng để cho tới khi tới thời kỳ nó nở an toàn đó, như thế thôi, rất là đơn giản. Mà cái hồ mình lúc nào nó cũng thông thoáng, mình có thể dễ dàng kiểm tra tất cả mọi mặt, kiểm tra tất cả mọi mặt rồi dễ dàng vệ sinh, vớt những con mồi mà cà cuốn nó ăn xong rồi nhả xác lại. Thì cũng video chia sẻ cho bà con cái vấn đề như vậy, thì tới đây cũng tôi cũng xin kết thúc. Thì chúc bà con có được thêm một cái kinh nghiệm mới. Những bà con biết rồi thì xem đây thì cũng như là xem để tham khảo thêm thôi, còn những bà con nào mà chưa biết thì đây thì cũng là một cái video để hữu ích cho bà con. Rồi, chúc bà con thành công. Xin chào bà con nha.